ấp những tiên nữ nào kề vai đắm say như lần đầu ngày ta mới quen. Có chăng hồi ức ngọt ngào giờ hai chúng ta đã chẳng tồn tại, vì thương yêu anh đã giao bán cho khắp thế gian. Ngày ấy em chân thành đến bây giờ nát tan trong cõi lòng, anh bỏ em trong cơn mơ cho em bơ vơ rơi chìm trong nỗi nhớ. Trong cơn mơ cho em bơ vơ.